Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là bốn con đực 3B các bạn. Đây, con đầu tiên nè các bạn, chân móng hoàn thiện nè các bạn. Chân móng hoàn thiện, đầu to đòn dài xương cối các bạn. Bộ đồng là 20.500.000 mỗi con nha các bạn. 3B các bạn ha, cái đòn dài hết ga các bạn. Đây, con 3B nè các bạn, đích mục đích nè, đòn dài hết ga, chân móng đồ là hoàn thiện hết tất cả các bạn. Giá là 20.500.000 mỗi con các bạn. Chân móng hoàn thiện, đòn dài, đích mục đích, dây hở đòn dài này các bạn, dây hở đòn dài, bò này tầm 7 tháng bò hết tất cả các bạn. Bốn con bò này con nào cũng tầm 7 tháng bò các bạn. Cặp con đầu tiên nè các bạn không, xương chà bá rồi các bạn, đòn dài dây hở nè các bạn không, đích mục đích nè các bạn, đích mục đích luôn đó, hai con hai cái đích các bạn không, tròn quay các bạn, tròn quay à, đòn dài sọc các bạn. Con này cao mấy lấy 6 bò nè các bạn, con này cao mấy lấy 6 bò các bạn, 20.500.000 các bạn. Con này cũng vậy các bạn. Con này cũng cao mấy lấy 6 bò các bạn, 20.500.000, tầm 7 tháng bò các bạn, đích mục đích nè. Các bạn không, mấy lấy 6 nè các bạn, đích mục đích, đòn dài sọc, đích mục đích các bạn. Mướt mượt các bạn, mướt mượt à. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nè nha các bạn. Đích mục đích nè các bạn không, đòn dài, chân móng thì hoàn thiện hết các bạn, chân móng thì hoàn thiện hết. Giá là bộ đồng 20.500.000 mỗi con các bạn, 20.500.000 mỗi con các bạn. Đích nè, một tạ đích luôn các bạn không, 3B một tạ đích luôn các bạn. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu mà nuôi 3B vô béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, con này đòn dài nè, đích mục đích nè, chân móng hoàn thiện các bạn, đầu to đòn dài chân móng hoàn thiện, đùi này nhóc dai hở đòn dài. Giá là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Cặp này nó đồng khích nha các bạn, đều cao mấy lấy 6 bò các bạn, 7 tháng bò hết rồi các bạn, 7 tháng bò hết rồi. Còn tiếp theo nữa các bạn không, còn thứ ba, còn thứ ba các bạn không, một loại một các bạn ơi, chân móng hoàn thiện hết các bạn, đòn dài hết, con nào cũng đòn dài hết các bạn, dài hở. Bò đi phân cũng tốt nữa các bạn, bò đi phân rất tốt. Bộ đồng là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn, bộ đồng là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Đây, hai con này cũng đồng khích nhau các bạn, đích mục đích, con đen con mũi tiêu nè các bạn, con đen con mũi tiêu, con mũi tiêu một tạ đích luôn các bạn không, đòn dày sọc tầm 7 tháng bò hết rồi các bạn. Bốn con 3B này con nào cũng tầm 7 tháng bò hết các bạn. Đòn dài các bạn không, đích mục đích, dài hở đòn dài, con mũi tiêu này các bạn không, đích tròn quay các bạn, đích tròn quay các bạn, mũi tiêu đích tròn quay à, chân móng nó là hoàn thiện hết các bạn, chân móng thì hoàn thiện tất cả luôn các bạn. Giá là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh hai con tiếp theo này các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì muốn mua con nào cũng được nha các bạn. Đây, con này cao cũng tầm gần 1m6 bò rồi các bạn, 1m6 bò các bạn, đích mục đích mũi tiêu rồi các bạn, đích mục đích, đòn dài dây hở chân móng hoàn thiện, đầu to đòn dài dây hở chân móng hoàn thiện các bạn. Còn con này các bạn, con này thì cũng cao tầm 1m6 bò luôn các bạn, cũng giá là 20.500.000 luôn các bạn. Bổ đồng một giá các bạn, bổ đồng một giá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ lựa chọn nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ lựa chọn các bạn. Nói chung là bốn con 3B này con nào cũng hoàn thiện hết tất cả các bạn, từ chân xương đòn dốc là hoàn thiện hết các bạn.
giá là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Đích mục đích các bạn không? Đòn dài đích mục đích các bạn. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. Con này cũng vậy. Con hủ tiêu này cũng vậy các bạn. Đích mục đích. Đó, chân móng đó là hoàn thiện hết. Giá là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Đó, các bạn thấy không? Một kích cỡ các bạn. Bốn con ba bê này là một cái một kích cỡ các bạn. Giá là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là bốn con ba bê thì bổ đồng là 20.500.000 đồng mỗi con các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.